Chào các bạn, mình là Hiếu đến từ website cung cấp hạt giống.com Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách ươm hạt giống của cây cỏ ba lá Thứ nhất là về khâu chuẩn bị hạt giống Thì các bạn chọn mua hạt giống tại các cửa hàng uy tín Hoặc các bạn cũng có thể đặt mua hạt giống từ shop hoa đẹp dễ trồng Hạt giống thì các bạn ngâm trong nước là khoảng từ 4 cho tới 6 tiếng là trong ngâm trong nước hơi ấm với nhiệt độ là khoảng 30 độ C. Cỏ ba lá này thì các bạn có thể ươm trong chậu, trong thùng xốp, trong các chậu nhỏ hoặc là giỏ treo hoặc là ở ngoài đất đều được cả. Và sau khi ngâm hạt giống thì chúng ta sẽ xử lý đất là xới đất cho thật là tơi xốp. Rồi chúng ta sẽ lấy hạt hồi nãy đã ngâm là chúng ta gieo trực tiếp lên bề mặt của đất sau đó thì sẽ phủ một lớp đất mỏng là khoảng 1 cm về đất trồng thì đất trồng cỏ ba lá này là cần phải tơi xốp và thoát nước tốt chúng ta cũng có thể trộn giữa các như là sơ dừa với đất hoặc là sơ dừa với trấu, lúa hoặc là với tro hoặc là các bạn cũng có thể mua đất sạch tại các cửa hàng cây cảnh về chăm sóc khâu chăm sóc thì khi thời điểm gieo gieo hạt thì các bạn cần đặt chậu ở nơi thoáng mát giai đoạn này thì mầm cần chiếu sáng là khoảng chừng 3 tới 4 tiếng trên một ngày và khi lớn lên dần thì các bạn sẽ mang ra ngoài nắng dần dần và phân bón và về khâu phân bón và chất dinh dưỡng thì các bạn có thể bón phân chuồng hoặc là nếu chúng ta không có thì có thể thay thế bằng phân NPK hoặc là vi sinh phân hữu cơ vân vân Cảm ơn các bạn đã xem hướng dẫn cách ươm hạt giống của cây cỏ ba lá từ website cung cấp hạt giống.com